Hội đồng nhân dân thành phố vừa có thông báo số 04 về điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm các quy định, yêu cầu về công tác phòng chống Covid-19, thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất tổ chức kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10 bằng hình thức trực tuyến trong 2 ngày 12 và 13 tháng 8 năm 2021, khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2021. Địa điểm diễn ra kỳ họp gồm điểm cầu chính tại hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố số 42 Bạch Đằng, điểm cầu tại hội trường Trung tâm Hành chính thành phố số 24 Trần Phú và điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân các quận huyện.